Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chú cá nóc. Đầu tiên mình sẽ móc vào đề 6 mũi lên cho vòng tròn 3 thuật. Mình sẽ móc tăng lên 6 hàng. Và hàng thứ 7 thì mình sẽ móc vào đây là các mũi móc trượt. Sau khi móc xong thì mình sẽ lấy sợi len màu xanh nhất biển đậm. Móc vào đây cho mình là các mũi móc đơn, mũi kép đơi và mũi móc xích. Phần mắt mình sử dụng là 6 mũi lên cho vòng tròn 3 thuật. Mình sẽ móc tăng lên 2 hàng. Phần mắt màu đen mình sử dụng ở đây là 5 mũi móc đơn trong vòng tròn 3 thuật. Sau đó mình sẽ gắn các phần với nhau và khâu miệng cho nó. Phần len mình sử dụng là len như cô tông. Nếu bạn thích video này thì hãy cho mình một like, một share và subscribe nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Mình cần chuẩn bị các nguyên liệu vật liệu sau đây: một cọng len màu trắng, một cọng len màu xanh nhạt biển đậm, một cọng len màu xanh nhạt biển nhạt, một cọng len màu đen, một phần mắt, một cây kéo, một cây kim, một cây móc. Mình sẽ móc cái này 6 mũi móc đơn. Rồi mình sẽ kê đàn. Rồi tiếp theo mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân. Mình sẽ móc vào đây 2 mũi móc đơn cùng một chân, sau đó mình sẽ kết hàng. Ở hàng tiếp theo, trên mũi đầu tiên mình sẽ móc vào đây 1 mũi móc xích, trên mũi thứ hai 1 mũi móc đơn, trên mũi tiếp theo mình sẽ móc vào đây là 2 mũi móc đơn và cùng một chân, trên mũi thứ ba mình sẽ móc vào đây cho mình 1 mũi móc đơn, sau đó mình sẽ lặp lại tương tự như thế cho đến hết hàng.
Phần tiếp theo mình sẽ móc vào đây 3 mũi móc đơn và 3 chân mũi. Chân mũi kế tiếp 2 mũi móc đơn cùng 1 chân. Mình sẽ lặp lại tương tự như thế đến hết hàng. Sau đó mình sẽ móc vào đây là các mũi móc trượt. Rồi mình sẽ kết hàng.